chào tất cả các bạn. Bóng đá 365 xin được gửi đến các bạn bản tin soi kèo ngày 16 tháng 6. Tâm điểm của ngày hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Uruguay và Ecuador trong khuôn khổ vòng bảng Copa America 2019. Chúng tôi sẽ đưa ra những nhận định về cả kèo tài xỉu, hiệp 1 lẫn phạt góc. Hãy chú ý theo dõi nhé. Sau đây là tỷ lệ kèo châu Á, châu Âu và tài xỉu của trận đấu này. Tiếp theo, mời các bạn cùng xem thành tích của hai đội trong 6 trận gần nhất. Nhắc đến Uruguay, người ta ngay lập tức nhớ ngay đến cặp đôi song sát Luis Suarez và Edinson Cavani. Họ đều là những cây săn bàn hàng đầu, những sát thủ khét tiếng của bóng đá thế giới đương đại. Trong đó, cầu thủ của Barcelona chính là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử nước này. Chính bởi vậy, lối chơi mà huấn luyện viên Óscar Tabárez xây dựng cũng xoay quanh hai cái tên này. Hiện tại, cả hai đều đã bước sang tuổi 32. Tuy nhiên, không vì thế mà bản năng sát thủ của họ bị mai một. Cavani ghi 18 bàn trong 21 lần ra sân cho PSG tại League One. Còn Suarez là cái tên không thể thay thế trên hàng công của các khổng lồ xứ Tân Lang ở mùa giải này. Anh đã ghi tổng cộng 25 bàn thắng trên mọi đấu trường. Với hiệu suất lập công đáng nể này, hàng súng hai nòng hứa hẹn sẽ giúp Uruguay làm khó bất cứ đối thủ nào. Và đừng quên, bên dưới họ có rất nhiều những cái tên chất lượng khác. Trái tim nơi hàng phòng ngự là Diego Godin. Tuyển quốc gia này cũng rất nổi tiếng với lối chơi phòng ngự phản công đầy kỷ luật. Soi kèo Uruguay và Ecuador nhận thấy tiếp cận vòng cấm địa của họ là điều không hề dễ dàng. Bước ra từ World Cup 2018, thành tích của Uruguay khá tệ. Tính đến tháng 11 năm 2018, họ thua 4 trong 5 trận giao hữu. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi quá trình chuẩn bị cho Copa America bắt đầu. Sức mạnh đáng sợ từ những pha lên bóng chớp nhoáng lại được phát huy. Thêm vào đó, hàng phòng ngự vẫn tỏ ra hết sức kiên cố. Bên kia chiến tuyến, Ecuador bị đánh giá thấp hơn đối thủ rất nhiều. Xét về lực lượng, họ không có dàn cầu thủ đồng đều và những nhân tố xuất chúng. Đầu tàu Antonio Valencia thì đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Ở mùa giải vừa qua, anh phải làm bạn với chấn thương và đã chính thức nói lời chia tay Manchester United. Sau đây, mời các bạn cùng xem đội hình ra sân dự kiến của hai bên. Xét về phong độ, Ecuador vẫn chưa thể tìm được sự gắn kết trong lối chơi. Chính vì vậy, hiệu suất ghi bàn của hàng công khá khiêm tốn. Ecuador sẽ lép vế trong cuộc chiến giữa sân với Uruguay. Ai cửa trên, ai cửa dưới, tất cả đã rõ. Tin tưởng Uruguay là phương án tuyệt vời. Tiếp theo sẽ là dự đoán về kèo tài xỉu của cuộc đối đầu giữa Uruguay và Ecuador. Uruguay nổi tiếng với lối chơi phòng ngự phản công đầy kỷ luật. Huấn luyện viên Óscar Tabárez có trong tay bộ đôi trung vệ của Atlético Madrid là Diego Godin và José Jiménez. Không chỉ thi đấu ăn ý với nhau, họ còn giúp cho toàn bộ hệ thống phòng ngự thi đấu gắn kết. Phòng ngự phản công đồng nghĩa với việc thời gian kiểm soát bóng của họ sẽ không quá vượt trội so với đối phương. Tất nhiên, những chiến thắng với cách biệt quá lớn sẽ ít xuất hiện. Về phía Ecuador, sự kém hiệu quả nơi hàng công đang khiến họ lao đao. Tuyển quốc gia này gặp khó trong việc kiểm soát khu vực giữa sân và không thể giữ điểm trận đấu. Trước một Uruguay thi đấu kỷ luật, nhiều điểm trên sẽ bị bộc lộ rõ rệt hơn. Họ sẽ không có nhiều cơ hội tiếp cận vào cấm địa đối phương và khả năng tìm ngòi cực cao. Hai tuyển quốc gia này cũng từng đụng độ nhau nhiều lần. Tuy nhiên, số pha lập công trong một trận đấu chưa bao giờ vượt quá con số 3 trong vòng 14 năm qua. Thêm vào đó, khả năng phòng ngự của Ecuador cũng không hề tồi. Tỷ lệ tài xỉu hôm nay không cao, nhưng chọn xỉu vẫn là phương án ngon ăn. Để tiếp tục bản tin soi kèo ngày 16 tháng 6, mời các bạn cùng theo dõi phần dự đoán kèo hiệp 1 của trận đấu giữa Uruguay và Ecuador. Bốn không là tỷ số đậm nhất mà Uruguay đã giành chiến thắng trước Ecuador. Tuy nhiên, kết quả này đã ở cách đây 19 năm. Kể từ đó đến nay, Uruguay vẫn luôn được đánh giá cao hơn đối thủ bởi sở hữu lực lượng đồng đều và có những nhân tố xuất chúng. Tuy nhiên, các kết quả lại không phản ánh rõ sự chênh lệch này. Cục diện của trận đấu luôn diễn ra hết sức căng thẳng và giằng co, số pha lập công hết sức khiêm tốn. Trở lại với tình hình hiện tại,
rất có thể quá khứ sẽ tái diễn thêm một lần nữa. Uruguay chắc chắn vẫn sẽ theo đuổi lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật, thứ đã giúp họ sẵn sàng làm khó bất cứ thế lực nào của bóng đá thế giới. Với Ecuador, tấn công thậm chí còn đang là yếu điểm của họ. Sẽ có rất ít cơ hội để tuyển quốc gia này tiếp cận vào cấm địa đối phương. Pha thi đấu trong tư thế cửa dưới, nhưng khả năng Ecuador sẽ kéo thấp đội hình và chờ đợi thời cơ. Đó là cục diện của cả trận đấu và tất nhiên, hiệp 1 lại càng không phải thời gian để hai bên bung sức. Sau đây là một vài số liệu thống kê cho các bạn tham khảo. Cuối cùng, mời các bạn cùng theo dõi phần dự đoán kèo phạt góc của trận đấu này. Trước khi dự đoán có nhiều pha phạt góc hay không, hãy cùng đánh giá tầm quan trọng của nó trong trận đấu này. Dữ liệu đầu tiên chính là lịch sử đối đầu. Uruguay đã chạm trán đối thủ nhiều lần. Họ có thể thắng, có thể hòa và thậm chí là thua, nhưng kịch bản đều khá giống nhau. Sự căng thẳng luôn ở mức cao và việc ghi bàn chưa bao giờ dễ dàng. Bóng đá hiện đại không có chỗ cho những thế lực sở hữu quá ít những phương án tấn công. Thất bại của Đức hay Tây Ban Nha tại World Cup 2018 vừa qua chính là minh chứng rõ rệt nhất. Uruguay hiểu điều này và trước một đối thủ khó nhằn như Ecuador, tấn công biên sẽ được họ tận dụng một cách triệt để. Nên biết khả năng chọn vị trí của cặp đôi tiền đạo Luis Suarez và Edinson Cavani có thể nói ở mức xuất kỳ nhập thần. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Oscar Tabaret còn đang sở hữu những chuyên gia bóng bổng thực sự là Diego Godin và Jose Giménez. Khi thế trận giằng co, sự có mặt của họ trong vòng cấm địa đối phương sẽ khiến cho những tình huống phản góc trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Sức mạnh tấn công của Ecuador cũng khá yếu kém. Trước một Uruguay thi đấu kỷ luật, tấn công trung lộ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Những pha trồng biên tặng cánh sẽ là giải pháp tốt nhất của họ. Với tình hình này, khả năng nổ tài của kèo phản góc cực cao. Cuối cùng, chúng tôi sẽ tổng hợp lại phần dự đoán của bảng tỷ số kèo ngày 16 tháng 6. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên like và subscribe kênh bóng đá 365 để đón xem những nhận định và thông tin thú vị xoay quanh môn thể thao vua.